10 năm nay, dù mưa hay nắng, ngày hay đêm, cụ vẫn thầm lặng đi qua mọi ngõ ngách trong con hẻm Mai Hoa Thôn, phường 2, thành phố Đà Lạt để quét rác. Chừng đó năm, con hẻm nhỏ chưa bao giờ ngơi tiếng chổi tre. Yêu quý hành động đẹp, cư dân trong con hẻm triều mến gọi cụ là ông già quét rác. Ngoài ra, cụ còn là người trồng những vườn hoa nhỏ dọc con đường dẫn vào hẻm, con đường như khoác một bộ cánh mới, giúp mỗi người đi ngang qua thêm yêu cuộc sống và yêu quý hơn cái đẹp. Gương sáng trong việc tổng dọn vệ sinh khu dân cư và mang đến cho con hẻm thêm vẻ đẹp mới đó chính là cụ ông Đào Xuân Tri, 80 tuổi, ngụ tại số 2, Mai Hoa Thôn, phường 2, thành phố Đà Lạt. Hàng ngày, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng, khi tiếng chuông của chùa Linh Sơn vang lên, cũng là lúc mọi người lại thấy tấm lưng còng của cụ Đào Xuân Tri trong từng ngóc ngách của con hẻm, đang quét dọn, nhặt nhạnh, kỳ cọ cho bằng hết rác rưởi vương vãi trên đường. Những nơi dơ bẩn, hôi hám, bỗng chốc trở nên sạch sẽ tinh tươm khi có tiếng chổi của cụ đi qua. Hơn 10 năm qua, lộ trình của cụ trở nên quen thuộc với bà con trong con hẻm. Mỗi ngày trôi qua, tiếng chổi cùng với tấm thân già lom khom cần mẫn quét rác như một hình ảnh không thể thiếu với bà con ở hẻm Mai Hoa Thôn. Với cụ, công việc vác tù và hàng tổng này không chỉ làm sạch phố phường mà còn là thú vui lúc tuổi già, một hình thức rèn luyện sức khỏe để sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày. Xong việc quét dọn lại trưng bày cửa hàng tạp hóa. Do không muốn là gánh nặng của con cháu, cụ đã mở cửa hàng tạp hóa nhỏ phục vụ cho bà con lối xóm để kiếm thêm thu nhập, và việc bán hàng giúp cụ quên đi tuổi già. Tháng nào cũng dòng hòa xong làm cảm thấy mình có những mình sử dụng, mà mình có thể sử dụng cái này có ích lợi với là thể dục, ít lời với là người nó khỏe, người thoải mái. Ví dụ như bằng quán cũng có người mua, mình ngồi tập buông thì lên săn sóc cái hoa, cái cảnh nó chơi vậy thôi. Khách mà khách du lịch, khách du lịch có tới đây ăn uống, nó chỗ ông cho anh ký cái này này rồi nó lên chụp hình chụp đồ chơi. Bên cạnh đó, cụ còn thường nhắc nhở con cháu và mọi người xung quanh phải ý thức hơn trong sinh hoạt hàng ngày, ý thức vệ sinh môi trường, chung tay góp sức để khu phố ngày càng khang trang, xanh, sạch đẹp. Nhờ vậy, suốt nhiều năm qua, mọi người ở đây vẫn giữ được nét đẹp đó. Đây là việc làm ý nghĩa, nên thấy cụ quét rác, mọi người không ngần ngại vào phụ giúp cụ. Nhiều năm nay là ông cũng dậy sớm, là ngày nào cũng như vậy. Từ 4 giờ sáng này quét dọn trong ngõ hẻm khu phố là rất chi là sạch sẽ. Thế và cô thấy là không khí là dễ chịu. Thế thì cũng hy vọng mọi người xung quanh là cũng phải sạch sẽ, vệ sinh, cũng hay thường xuyên quét dọn như ông. Thường ngày thì cũng có một số người trong khu phố là đi qua đi lại là cũng quét dọn phụ ông. Xuất phát từ tình yêu cái đẹp, cụ Tri đã mượn mảnh đất của chùa Linh Sơn tiếp giáp với con đường để trồng các loại hoa, tạo cảnh quan, không gian thoáng đãng cho con hẻm. Trước đây, ở đây toàn là sỏi đá, cây cỏ và là nơi mọi người tập kết rác. Nhưng trải qua 3 năm chăm sóc, dành tình yêu cho từng miếng đất, cây hoa, giờ đây, khu vực này giống như một tiểu công viên với rất nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Những ai đi ngang qua đây đều trầm trồ khen ngợi. Là gia đình cụ là có 3 thế hệ, nhưng mà gia đình cụ là coi như là con cháu thì thảo huyền, ông bà là mẫu mực. Thành thử ra gia đình cụ là một cái gia đình nghe và chấp hành chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước hết sức là tốt. Mấy năm vừa qua là họ tổ dân phố là xét cho gia đình hộ, là gia đình cụ là coi như là mấy năm liền đạt gia đình văn hóa. Những việc làm của cụ Đào Xuân Tri đã góp phần cùng với tổ dân phố nhiều năm liền đạt danh hiệu văn hóa. Không đòi hỏi sự hỗ trợ nào, chỉ làm việc với tinh thần tự nguyện, nhưng cụ vẫn muốn duy trì công việc làm đẹp cho khu dân cư nơi cụ đang sinh sống. Vì với cụ, đó không chỉ là công việc mà là niềm vui để cụ sống khỏe và sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày. Cụ đã đem lại cho người dân nơi đây một bầu không khí trong lành, một con hẻm xanh, sạch, đẹp. Hy vọng mỗi ngày, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có thêm nhiều bông hoa làm đẹp cho đời như cụ Đào Xuân Tri. Diện tích còn lại anh trồng cỏ để làm nguồn cung cấp thức ăn cho bò. Cỏ được cắt và băm nhuyễn tại chỗ. Khẩu phần ăn của bò là hỗn hợp phối trộn giữa 50% cỏ tươi,
phần còn lại là cỏ ủ chua, bắp và cám. Ngoài ra, những con bò đực trong thời kỳ phối giống và đàn bò cái đang mang thai hoặc cho bê con bú sữa thì được cho thức ăn với chế độ riêng biệt, trong đó có bổ sung khoáng chất, vitamin, thức ăn tinh.